Ok, thầy xin chào tất cả các con nhé à, Thầy vào muộn một vài phút Nào, chúng ta sẽ bắt đầu buổi học nhé à, Các con ghi cho thầy tiêu đề của ngày hôm nay nào Là ôn thi cuối học kỳ 2 thôi Cố gắng lên nhé, thầy được biết là cái Thời điểm này là sau kỳ nghỉ lễ xong Thì sẽ có rất nhiều trường thi vào thời điểm này đấy Được không các con? Nên là phải cố gắng nhé à, Có bạn thì sẽ thi ngay trong tuần này có bạn thì thi trong tuần tới nhưng đa phần là sẽ sớm thôi. Nên các con ghi cho thầy tiêu đề nào, ôn ôn uh, tập ôn thi cuối học kỳ 2 đi. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ làm trọn vẹn một cái đề gồm có cả về giải phương trình, giải bài toán bằng cách lập phương trình, uh, hình học và cả một bài nâng cao cuối cùng nữa. Nếu đủ thời gian Thế còn nếu không ý, mà các con muốn là chúng ta tập trung nhiều vào cái phần hình học hơn thì chúng ta sẽ cố gắng làm hai bài hình của một lúc nhé. được chưa? Trong một buổi. Ok, làm cho thầy mấy bài như sau. Đầu tiên là giải phương trình này. Chúng ta sẽ có hai ý ý đầu tiên. x mũ 3 trừ đi 1 cộng với 1 trừ đi x đóng mở ngoặc nhân với 2 nhân với x trừ 5 bằng 0. Đấy là câu A. Bạn nào thành công câu A thì làm giúp cho thầy cô B như sau. x cộng 3 trên 2 trừ đi 3x trừ 5 trên 4 bằng 5x cộng 6 chia cho 5. Ok, rồi xin mời cả lớp nào. Giúp thầy làm cho thầy thật nhanh chóng hai ý AB này. À, nếu hai con, các con mà làm hai cái ý này trong khoảng thời gian là dưới 6 phút là ok. Nào, xin mời cả lớp. Thời gian bắt đầu. Mm-hmm. <clears throat> tất cả tập trung cố gắng làm các con nhé <clears> Thank <throat> you. Lâm xử lý thành công chưa con ơi? Vẫn đang làm. Ok, tập trung vào nhé. thư này hay linh này hay bảo châu này hay phước này các con có gặp khó khăn gì ở ý a và ý b này không không ạ ờ à, ok thư có cần hồi thì hỗ trợ gì không thư ơi không ạ ờ à, ok 6 phút có vẻ hơi khó nhỉ Nào à, câu A Thầy thử uh, mời uh, Thư xem nào Thư giúp thầy xem là định hướng cái câu A này làm thế nào Con cứ mạnh dạn chia sẻ xem nào Xem có đúng không Xem định hướng trước đã ừ, người là x, uh, x mũ 3 trừ 1 Con ghi ra thành là x 1 tất cả à, x mũ 2 cộng x cộng 1 tất cả trừ ờ. Chừ... ờ bình tĩnh. Đầu tiên là ở x mũ 3 1 ở đây à thư có chia sẻ nó chính là x 1 đóng mở ngoặc nhân với x bình phương cộng x cộng 1 rất tốt. Đây là hằng đẳng thức đáng nhớ, đúng không? Thế còn thằng đằng sau này thì 1 x này của chúng ta thì nó lại là số đối của x 1, cho nên là bản thư đã cố tình đổi dấu cộng thành dấu trừ. Thầy thấy rất là ok vậy nhân với x trừ năm đóng mở ngoặc phía sau đúng không con đến đây thì đặt được thừa số chung gì không nhỉ thừa số chung là x trừ một ạ đúng rồi ok vậy trong ngoặc chúng ta còn những cái gì cộng lại với nhau nào x bình phương này ừ. cộng x cộng một này rồi trừ đi cái ngoặc phía sau là x trừ năm đóng mở ngoặc thầy đang làm chậm như thế này để các con tránh bị nhầm dấu nhá thế còn nếu các con tự tin thì các con cứ phá ngoặc thoải mái luôn đó sẽ là trừ x cộng năm đúng không ạ à, Thư ạ Và... ờ, Ok đọc cho thầy cái kết quả trong ngoặc được không là x x mũ 2 cộng 6 ạ x mũ 2 cộng 6 Ok luôn chuẩn này vậy đến đây thì giải tiếp thế nào à... tiếp thế nào ạ <laughs> là x 1 bằng 0 hoặc là x 2 à x 1 sẽ bằng 0 hoặc là trường hợp x bình phương cộng 6 bằng 0 đúng không con? Vậy thì trường hợp trên, và trường hợp dưới này giải như thế nào đây? Thứ giải giúp cho thầy đến kết quả cuối cùng nào. Trường hợp đầu tiên là x 1 ạ. Ờ đúng rồi trường hợp đầu tiên là x bằng 1 rất tốt Thế trường hợp thứ hai <laughs> X bình phương cộng 6 bằng 0 Thì liệu nó có nghiệm không nhỉ con nhỉ Thằng này nó có nghiệm không Có giá trị nào của x thỏa mãn không nhỉ có giá trị nào nó thỏa mãn không à thứ bản thân thì thằng x bình phương ấy nó là một số không âm rồi tức là bản thân nó thì luôn luôn lớn hơn bằng không thế mà bây giờ chúng ta lại cộng thêm 6 đơn vị vào như vậy thằng này thực chất bao giờ nó cũng lớn hơn không Vậy nếu như mà ta có được một cái phương trình mà x bình phương mà cộng với 6 mà lại bằng 0 ấy thì đây chắc chắn phương trình này là một phương trình vô nghiệm. Hay nói cách khác là cái thằng trường hợp số 2 này này là không có giá trị nào của x thỏa mãn cả. Con có hiểu được điều đấy không? Hả? Ờ thì chúng ta cứ mạnh dạn viết nó thôi, nó là vô nghiệm. Được chưa? Và như vậy dẫn tới là kết luận của bài toán này là vậy, phương trình có nghiệm chỉ có duy nhất một nghiệm thôi, có nghiệm đó là x bằng bằng 1 nhá. Được chưa nào? Hoặc là con các con có thể có một cách nói khác đó là trên này khi mà đến đây này. Khi mà giải ra được đến đoạn này rồi này thì chúng ta có một cách trình bày thứ hai đó là gì nhỉ? x trừ 1 bằng 0 mở ngoặc vì x bình phương cộng 6 thì luôn lớn hơn 0 với mọi x. Và như vậy ta đã lập tức loại luôn được cái thằng x bình phương cộng 6 bằng 0 này đi. Được chưa nào? và đến đây thì sẽ giải ra tương tự nó sẽ vẫn ra được kết một kết quả nó là x bằng một như ở đây thôi được chưa nào ok các con chú ý nhá đây chỉ là cách thức trình bày thôi rồi thầy cảm ơn bạn thư nào xin mời bạn uh, lâm xử lý cho thầy cái ý nào được giải luôn được giải luôn thôi đây là mấy x cộng ba à ở đây quy đồng mẫu số chung là bao nhiêu ấy nhỉ lấy hai Ờ, mẫu số chung là 20 vậy thằng đầu tiên là bao nhiêu 10 này à, 10 nhân với x cộng 3 ờ, à, đồng ý trừ đi trừ đi Ờ uh, 5 nhân với 3 nhân 3 nhân x cộng gì nào ờ. bằng 4 nhân với 5 đồng ý rồi tiếp tục nào Đây là bằng 10 x cộng 30 ok 10 x cộng 30 tung nó ra đúng không ờ. À, trừ đi 15 x 25. Ok, thầy sẽ viết theo con ngay đây 10x cộng 30 trừ đi 15x Cộng 25 Bên tay phải nào Đây là 20x ạ. Cộng, uh, 10... cộng 24 ạ. Cộng 24, ok Rút gọn bên tay trái trước nào uh, trừ, uh, Đây là trừ 5x ạ. Trừ 5x Cộng 25 lần 55, đúng rồi, ok luôn Bằng với bên tay phải là 20x Cộng với 24 Thế con chuyển x sang trái hay chuyển x sang phải? Con chuyển x sang trái Sang trái, ok Vậy ta có được bên trái là gì nào? Rồi, trừ 25 Trừ 5x, trừ 20x, đúng không? Ok, là trừ 25 đấy Nhưng thầy muốn chậm hơn một tí Vậy 24, 24 Trừ 25 Đúng rồi Âm 25x Thì bằng bên này là bao nhiêu nhỉ? Trừ 31 Trừ 31, ok Vậy x của chúng ta là, là Trừ 3, 31 phần 2 lập là... Đúng rồi, ok Nhớ kết luận đầy đủ cho thầy nhá Vậy này, ok Rồi, cả lớp ấy chưa đi Sau đó chúng ta tới với một phương trình cuối cùng nữa thôi Câu B nào À, câu C nào Phương trình của chúng ta như sau X cộng 1 trên x 2 cộng với 1 trên x bằng 5x 4 tất cả chia cho x bình phương 2x. Ok, xin mời các con giúp thầy uh, câu C này. Thời gian để dành cho các con xử lý câu C này là 4 phút. Xin mời các con <clears> Thank <throat> you. nhớ thực hiện theo đúng trình tự. Bước 1. Đó là tìm điều kiện xác định. Bước 2. Quy đồng khử mẫu. Quy đồng khử mẫu. Bước 3. Giải phương trình. Sau khi đã quy đồng xong đấy, đúng không? Và khử mẫu xong. Và bước 4 thì nó được gọi tên nó là kết luận nghiệm. Kết luận nghiệm và nhớ trong cái bước kết luận nghiệm này thì các con cần phải có là so sánh với điều kiện các con nhé so sánh với điều kiện xác định được chưa nào ok nhớ đấy bạn nào thành công rồi thì comment lên kết quả lên thanh chat cho thầy nhá để thầy biết là các con đã làm thành công thầy còn yên tâm nào ok rồi thầy cảm ơn tuệ linh tuy nhiên là linh ơi con phải để ý đến là cái điều kiện nó sẽ giúp cho chúng ta có kết quả là như thế nào đây con ok nhớ nhá khi mà con gửi cho thầy kết quả là con phải comment luôn cho thầy là cái kết quả cuối cùng được chưa <laughs> Ok, chúc mừng Linh, đáp án của con chính xác rồi, rất tốt. Ok, thầy cảm ơn Bảo Châu, đáp án của con tốt. <laughs> Còn thư Lâm và Phước không biết là các con đã thành công chưa ok rồi thư vừa gửi kết quả cho thầy đáp án của con chính xác rồi tuyệt vời lâm ra chưa con vẫn đang tính đang tính à <laughs> ok chắc là nhầm lẫn ở đâu rồi thì mới làm lâu như vậy phước xong chưa phước ơi Không nghe tín hiệu của Phước trả lời nhé Ok nào xin mời uh, Lâm Giúp thầy thằng làm bài này nào Đầu tiên là tìm điều kiện Nhanh Đây là điều kiện là x khác uh, 2 Đủ chưa Điều kiện xác định ở đây Nó là gồm có điều kiện thứ nhất Là x chứ 2 cần phải khác không này X cần phải khác không này và cả cái thằng cuối cùng cũng phải khác không thì kết hợp lại thì nó chính là x cần phải khác hai và x cần phải khác không đây mới được gọi là điều kiện đầy đủ được chưa rồi có điều à. kiện rồi thì đi quy đồng nào nhanh này là uh, x bình cộng à, x wow. nhân x, cộng 1. x nhân x cộng một x nhân x cộng một ok như vậy là cái phân tử x trừ hai đúng rồi ok x x đúng rồi x trừ hai x nhân x trừ hai. Ok, tiếp tục như nào con. bằng 5x thứ 4 trên x nhân x trừ hai. Quy đồng đã thành công rồi, khử mẫu nào. Như vậy là chúng ta sẽ là... bỏ đi các cái mẫu thức này đúng không? Vậy còn lại các tử thôi. Vậy còn lại cái gì con? Ờ x bình cộng x. Tiếp tục. cộng x trừ 2. Đúng rồi. bằng 5x trừ 4. Ờ, à, ok luôn. Vậy chuyển vế đổi dấu nào. Bên là... trái là x... x bình phương cộng với 2 x trừ -2. 2. Thằng này vứt sang. Trừ 5 ấy. Cộng 4 ấy. Ok. Bằng 0. Okay. Ừ. Thu gọn. Này là x bình trừ 3 Trừ... Chưa... À, cộng 2. Ờ. Vậy thằng này đến đây làm tiếp nào đây? Đây là x bình trừ Chưa... 1 x À? trừ x trừ 2x đúng không? Yeah. Ờ, quy đồng xong rồi khử mẫu. Khử mẫu ta sẽ đưa được về một phương trình bậc 2 và đến đây thì con sẽ phải phân tích ra thức hình nhân tử. Vậy ta được là x nhân với x trừ 1 là thằng đầu tiên này. Trừ đi 2 nhân x trừ 1 tiếp bằng 0. Như vậy là x trừ 1 làm thừa số chung nhân x trừ 2. Vậy đến đây có mấy kết quả x tìm được nào? Cái này là 1 à? à, x bằng 1 à? không cứ bình tĩnh à, x, x trừ một bằng không và x trừ hai bằng không ờ à, thì mỗi trường hợp này tìm ra được x bằng 7. x bằng một và x bằng hai à, x bằng hai không thỏa mãn điều kiện ừ ok x bằng hai này là không thỏa mãn điều kiện cho nên ta loại đúng không loại như vậy là cái thằng trên này thì rõ ràng là thỏa mãn điều kiện và như vậy các con kết luận cho thầy là vậy phương trình có nghiệm x là bằng 1 các con nhé được chưa nào có nghiệm bằng một ok à, chúc mừng uh, linh này bảo châu này thư này ba con ra đáp án rất chính xác được chưa thế nuôi lâm là con định nhầm ở chỗ nào mấy con ngầm dấu vậy ở ờ, lần sau phải cẩn cẩn thận hơn không? bài này nó rất bình thường được chưa ok chữa nhanh đi sau đó chúng ta sẽ tới với dạng bài tập thứ hai nào giải bài toán bằng lập phương trình chữa nhanh nhá hoặc không chữa xong kịp thì thầy sẽ gửi cho con, con, file pdf của cái video của cái buổi bài giảng này bây giờ các con làm cho thầy bài số 2 để tiết kiệm thời gian nào đầu bài như sau một người lái ô tô lái ô tô không cần chép bài đâu nhá dự định đi từ A đến B với vận tốc 48 km trên giờ. Chấm. Nhưng thực tế, nhưng thực tế, sau khi đi được 1 giờ, sau khi đi được một giờ. Với vận tốc dự định. Với vận tốc dự định. Thì ô tô nghỉ trong 10 phút. Thì ô tô nghỉ trong 10 phút. Do đó để kịp đến B đúng thời gian dự định. Để đến B đúng thời gian dự định thì người đó phải tăng vận tốc thêm người đó phải tăng vận tốc thêm 6 km trên giờ trên quãng đường còn lại chấm tính quãng đường AB rồi xin mời cả lớp nào bài này các con không cần phải viết đầu bài đâu nhé Ok, xin mời các con tập trung, dành thời gian để suy nghĩ nó và xử lý nó cho thầy nào. Hy vọng là các con sẽ thành công với bài tập này trong khoảng thời gian là 5 phút, vừa định hướng, vừa xử lý lập phương trình và đưa ra kết quả. Bắt đầu. you <clears throat> you <clears throat> <cười> <cười> có cần hỗ trợ gì không, không con ơi Mm-hmm. <clears throat> Ok, <laughs> qua 5 phút khá lâu rồi đấy Thầy xin hỏi là các con có ai xử lý thành công chưa? Hay để thầy về hướng dẫn nào? Lâm đâu, Châu đâu, Linh đâu, Phước, Thư đâu? Có bạn nào thành công chưa? Bài này các con bị gặp khó khăn không? Mạnh dạn chia sẻ với thầy nào nếu gặp khó khăn là phải nói không? Lâm thì đang chạy đâu mất rồi Thư, Châu, Linh, Phước Có thành công không các con Chưa Linh chưa <laughs> Bảo Châu với Thư đâu rồi ạ sắp à ok à, hơn 7 phút rồi đấy Đó. thư thì sao định hướng được Đi lập thư. ra được phương trình lập được phương trình cho con được rồi ạ. lập được phương trình rồi ok phước thì sao nào linh có lập ra được phương trình không con bài này trông thế mà cũng gây khó khăn cho các con, nhỉ? Yeah. được rồi, nhìn vào đây, nào, để sẵn sàng để thấy nghe thầy giảng chưa? Lấm ơi con tính ra chưa? Ừ, chưa Ồ như vậy là bài này Cũng là Các con cũng thấy nó hơi lạ lẫm một tí đúng không? Thực chất thì Cái dạng toán này thì chúng ta cũng Đã từng rèn luyện rồi đấy Chứ không phải là chưa làm đâu Đúng không? Thế nhưng mà bẵng đi một thời gian Mà không ôn tập lại một tí là cũng lại Lơ đánh ngay đúng không? <laughs> bài này nếu mà thầy định hướng ra tức là khi đọc đồ bài thì các con cần phải có được thứ nhất là chúng ta nên vẽ một cái sơ đồ ra để dễ tưởng tượng hơn đúng không ạ cái thứ hai là chúng ta sẽ lập bảng thì trong bài này thực chất lập bảng cũng được mà các con không cần lập bảng thì chắc là cũng vẫn lập được phương trình thôi vậy bây giờ nhá nào ai đã ra được kết quả thì comment kết quả cho thầy nào để thầy xác nhận nào thế còn không thì để thầy hướng dẫn nào các con mạnh dạn chia sẻ cho thầy nào lâu quá làm được thì uh, chia sẻ với thầy là con làm được rồi còn nếu chưa thì cũng phải nói với thầy để thầy biết nào chứ không thể để lâu quá được không bây giờ chúng ta là cái giai đoạn cuối cùng ôn thi rồi cho nên là thực ra về mặt kiến thức là các con phải tương đối là hoàn thiện rồi chứ không thể nào những cái bài như thế này mà chúng ta vẫn gặp khó khăn được có ai ra kết quả không thầy hướng dẫn nhá các con mạnh dạn chia sẻ cho thầy nào có cần thầy hướng dẫn không hay là làm được tốt rồi thế nào để thầy biết chứ không cần thầy hướng dẫn nào thư châu linh nào các con ra được kết quả chưa chưa à. ờ chưa thế còn linh thì sao thư nữa với phước nữa Thôi nhá, thầy hướng dẫn nhá. <laughs> chưa làm được thì bảo con chưa làm được có gì đâu nhưng mà cái việc mà chưa làm được thể hiện một điều là cần phải cố gắng hơn nữa. Không? Chứ bài này thực ra là nó là thầy lấy một cái trong một cái đề thi của một trường uh, cuối học kỳ 2 của năm ngoái đấy cũng chẳng có cái gì đặc biệt đâu là bởi vì các con uh, chưa để ý vào cái các cái dữ kiện trong bài tập thôi. Nào, chứ đừng có nghĩ là đây thầy lấy một bài khó ra để thầy uh, bắt các con phải làm bài khó nhé đây là một bài trong kỳ thi học kỳ 2 chứ chẳng có cái gì đặc biệt cả nào bây giờ đầu bài nó cho là một cái quãng đường a từ a đến b này thầy sẽ viết ab ra này còn nếu các con chưa định hướng được thì các con phải xem thật kỹ lại cái bài giảng này của thầy người ta bảo rằng là dự định đi từ a đến b với vận tốc ban đầu dự định là v dự định thầy viết này là bằng 48 km biết rồi được chưa nhưng thực tế sau khi đi được 1 giờ Vậy đi với vận tốc dự định 1 giờ Mà đi vận tốc là 48 Như vậy thầy sẽ gọi là 1 giờ thì nó sẽ đi được đến điểm C đúng không? Như vậy thầy hỏi là cái quãng đường từ A đến C này Các con có biết nó bằng bao nhiêu không? Đi được bao nhiêu km trong 1 giờ? Nào, Bảo Châu nào, nói thì nghe nào Bảo Châu à. thế, thế... không nghe thì hỏi à Người à. ta Người ta nói là Nhưng thực tế Thì sau khi đi được một giờ Với vận tốc dự định Tức là vận tốc dự định Chính là 48 km trên giờ ấy Người ta bảo rằng là đi một giờ Với vận tốc là 48 như vậy là trong một giờ đấy thì thực chất thầy gọi nó là điểm C chính là cái điểm mà xe này đi được một tiếng. Đúng không? Vậy cái quãng đường từ A tới C này có tính ra được bằng bao nhiêu km không? Bốn cái à. Thì tập trung vào chứ. Để thầy hỏi cái nào là phải trả lời được luôn chứ. Nó chính là 48 km đúng không? Đi được trong một giờ với vận tốc là 48. Sau đó thì tới điểm C này ở đây người ta nghỉ lại 10 phút. Nghỉ 10 phút. Chính vì nghỉ cho nên là để đi tới B đúng thời gian dự định ban đầu thì người ta sẽ phải tăng vận tốc thêm 6 km h nữa. Và khi đó thì bắt đầu từ điểm C này đi với vận tốc sẽ là mới. Vận tốc mới này là bao nhiêu các con nhỉ? Sẽ là bao nhiêu nhỉ? nào các con mạnh dạn chia sẻ với thầy đi tương tác với thầy đi không cần đợi về thầy gọi tên mạnh dạn lên 54 tư là tăng 6 km so với 48 như vậy nó là 48 cộng với 6 là bằng 54 km trên giờ đúng chưa và như vậy thì người ta đi đến B đúng với thời gian dự định ban đầu như vậy là thầy có được thời gian dự định bằng với thời gian thực tế đúng chưa Vậy bây giờ với cái dữ kiện này thì chúng ta sẽ cố gắng lập ra được phương trình. Vậy bây giờ nó hỏi quãng đường AB. Vậy thầy gọi quãng đường AB này là x được không cả lớp? Vậy các con cho thầy hỏi là các con có tìm ra được thời gian dự định lập phương trình là nó là gì không? Thời gian dự định bằng cái gì nào? nào thư cho thầy hỏi, thời gian dự định bằng cái gì? nó sẽ lấy quãng đường chia cho vận tốc dự định vậy nó là bằng bao nhiêu con thời gian dự định là x trên 48 ạ đúng rồi ok là x trên 48 chính xác rồi thế còn thời gian thực tế theo con thì người ta đi với thời gian thực tế là gồm có chính là thời gian đi quãng đường từ A tới C đúng không sau đó là thời gian nghỉ 10 phút và tiếp tục là thời gian quãng đường còn lại là đi từ C tới B. Vậy con có tìm ra được là cái biểu thức liên hệ thời gian thực tế không? Thư có tự tin đọc cho thầy được không ạ? Thời gian thực tế là ừ, x trên 54 ạ. Chưa đúng. Không phải là x trên 54 đâu con ạ. Thầy nói lại nhé, Thư bình tĩnh này. Và ngay kể cả những bạn nào trong lớp mà các con vẫn còn định hướng chưa tốt bài này. Thì phải đọc kỹ lại này. Thời gian thực tế sẽ gồm có 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là đi 1 giờ thì đi được quãng đường từ A tới C. Được chưa? Sau khi tới C rồi thì dừng lại nghỉ 10 phút và đi tiếp quãng đường CB nhưng với vận tốc mới là 54 km/h. Như vậy là ta phải chia nó ra thành 3 chặng tất cả. Vậy bây giờ thư có thể cho thầy biết là thời gian thực tế thì bằng cái gì không nào? Con thử bình tĩnh con suy nghĩ và đọc cho thầy được không? Thời gian thực tế nó chính là đây nhá thầy hỗ trợ con một tí bên này nhá thời gian thực tế này nó chính là bằng quãng đường đi từ a tới c thì với thời gian bao nhiêu cộng với thời gian nghỉ và cộng thêm với thời gian đi từ c tới b nữa vậy con có biết là được biểu diễn như thế nào không nào bây giờ đọc lại có đọc được không Thư có biết thời gian đi từ A đến C là bao lâu không con? Là 48 ạ. À. Sao lại là 48? Thời gian cơ mà. Như vậy là con đọc chưa kỹ đầu bài của bài này rồi. Nào, bây giờ thư đọc to lại đầu bài này cho thầy một lần nữa xem nào đọc hy vọng là con đọc xong con sẽ hiểu kỹ hơn con đọc lại đầu bài một lần nữa xem nào đọc to lên cho cả lớp nghe. Một người lái ô tô dự định đi từ A đến B với vận tốc 48 km/h nhưng thực tế sau khi đi được một giờ với vận tốc dự định thì ô tô nghỉ trong 10 phút. Dừng lại. Dừng lại. Cái con câu con vừa đọc là nhưng thực tế sau khi đi được 1 giờ với vận tốc dự định tức là vận tốc 48 km/h đúng không? thì ô tô nghỉ trong 10 phút và thầy gọi cái địa điểm mà ô tô dừng lại nghỉ ấy, đó chính là cái điểm này được gọi là điểm C. Được không? Nào đã hiểu được câu cái câu sự kiện ở trong đề bài này chưa? Con hiểu được không? Ờ, thế như vậy quãng đường đi từ A tới C là đi được 48 km này là thực chất đi trong bao nhiêu lâu? Đi được bao nhiêu lâu đấy con? Ô, thưa ơi, có trả lời được uh, câu hỏi thầy vừa, uh, vừa hỏi con không? Ở trong đầu bài nó nói rất rõ ràng là thực tế thì sau khi đi được 1 giờ như vậy một giờ có phải là thời gian đi là một giờ Con nhìn này Thời gian đi một giờ Thì đi với vận tốc là bao nhiêu nào Đi với vận tốc ở đây là đi với vận tốc là bao nhiêu Ờ, 48, à, 48 này là 48 km trên giờ Như vậy cái quãng đường AC của chúng ta sẽ được tính bằng cái gì? À, 48 nhân với 1 bằng 48 ạ. Ờ, à, đúng rồi, là 48 km đúng không? Cho nên thầy mới điền ở đây là quãng đường AC là 48 ở trên này, con đã nhìn thấy rõ chưa? Rõ rồi đúng không? Thế thì cái thời gian đi quãng đường này là bao lâu? Cái quãng đường đi được AC đấy là nó đi trong bao lâu đấy thì nó đi được quãng đường này trên bún đá ạ Hmm, một bài tập nó cơ bản như thế này thôi mà tại sao các con lại lơ tơ mơ thế nhở? Ừ? Bây giờ thầy hỏi là với cái việc thầy vừa nói như thế thì bây giờ thầy hỏi Lâm này, Châu này hay Linh này hay Phước này đã lập ra được phương trình chưa? Với cái việc thầy vừa hướng dẫn qua như thế thôi có lập được phương trình không Linh Bảo Châu Phước đâu trả lời thầy nhanh Chưa. Bảo Châu có lập được không Chưa. Các con cần phải học hành nghiêm túc hơn đấy nhá. Thầy thấy là như thế là chưa ổn đâu. Không phải là bài này là bài khó đâu, không hề khó một chút nào. Thế còn cái việc các con không làm được thực sự là các con cần phải xem xét lại bản thân mình đấy nhá. Ở trong trường hợp này thầy nói lại này. Đầu tiên là người ta dự định đi trên cái quãng đường AB này với vận tốc là 48 km/h. Như vậy là quãng đường thì chúng ta gọi nó là x vận tốc dự định là 48 km/h. Đây, cái thằng này thầy viết hẳn đầy đủ lên là km/h này. Thì thời gian dự định là lấy quãng đường AB chia cho vận tốc 48, cho nên ta có được là thời gian dự định là x trên 48 bên tay trái. Ok rồi. Thế còn bây giờ thời gian thực tế thì sao? Thì nó chia ra thành ba chặng. Đó chính là như này. Quãng đường đầu tiên đi trong 1 giờ chính là quãng đường AC. Đúng không? Thế AC này người ta bảo đi trong 1 giờ như vậy có phải là thời gian đi từ A tới C chính là 1 giờ không các con? Nào thầy hỏi cả lớp nhé, có phải là thời gian đi từ A tới C là trong 1 giờ cả lớp ok chưa? Rồi ạ. Ừ. Thế bây giờ nghỉ lại tại điểm C bao nhiêu lâu? Thời gian nghỉ là bao nhiêu lâu nào? 10 phút ạ. Vậy 10 phút thì chúng ta để 10 phút hay chúng ta phải đổi nó đơn vị là gì? Giờ ạ. Nào đổi đi, đổi cho thầy bằng bao nhiêu? 1 phần 6 giờ. 1 phần 6 giờ đúng không? Thế bây giờ thầy hỏi các con có tìm ra được thời gian đi quãng đường CB còn lại này là bằng bao nhiêu không? Nào thầy hỏi có biểu diễn được không nào? Có biểu diễn được không? biểu diễn theo quãng đường AB có biểu diễn nổi không toàn bộ quãng đường AB là x trong khi đã đi được quãng đường 48 km trên giờ đi trong một giờ đầu tiên như vậy là cái thằng AC nó thầy và tất cả lớp chúng ta đều thông công nhận là nó là 48 km rồi đi được quãng đường AC là 48 đúng không Vậy thì quãng đường còn lại CB được tính theo x như thế nào? Nó sẽ được biểu diễn theo x như thế nào ấy nhỉ? Có phải là quãng đường còn lại nó sẽ chính là x trừ đi 48 không? Đúng chưa? Cả lớp có hiểu được điều này không các con? Và cái quãng đường này thì đi với vận tốc là bao nhiêu? Đi với vận tốc là bao nhiêu kia? Là đi với vận tốc mới. Vận tốc mới này thì lớn hơn vận tốc ban đầu dự định là 6 km như vậy ta sẽ đi được nó là 48 cộng 6 tức là đi với vận tốc là 54 km/h và như vậy ta có được phương trình cần lập là đây nào thầy xin hỏi các con có hiểu được phương trình thầy viết ra đây không ôi. rồi đất ôi một cái bài như thế này mà các con lơ tơ mơ thế cả một lợi, lớp mà không có nổi một bạn nào làm được sao nào thầy hỏi nó có khó không nào Thầy định hướng như thế này liệu có đã hiểu được chưa? ạ. Yeah. Thầy nói lại nhá. Bài này mà các con không định hướng được đọc đồ bài xong mà các con không hiểu nó thực sự là các con phải xem xét lại đấy. Đừng có nghĩ là làm những cái bài dễ nó quen rồi thì bài này nó là bài khó, không phải. Là bởi vì chúng ta chưa chăm chỉ làm bài tập thôi. Chứ còn bài này nó chẳng có cái gì khó cả. Thầy nói lại này bài tập này thì đầu tiên chúng ta phải nghĩ đến như sau đầu tiên là thầy gọi quãng đường ab gọi quãng đường ab là x đơn vị là km và x của chúng ta dương được chưa vậy ta đi ta có như sau này thời gian thời gian ô tô dự định đi từ A tới B là quãng đường là x, vận tốc dự định là 48 nên ta có được thời gian sẽ là x trên 48, đơn vị là giờ. Được chưa các con? Được chưa nào? x trên 48 giờ. Xuống dòng ta có thực tế thực tế thì xe ô tô đi với vận tốc dự định với vận tốc dự định 48 km h trong một giờ trong một giờ thì như vậy quãng đường ô tô đi được quãng đường ô tô đi được là 48 nhân với 1 là bằng 48 km. Như vậy đây chính là quãng đường AC đi được sau 1 giờ. Được chưa ạ? Sống dòng ta có như sau. Ô tô nghỉ lại 10 phút. 10 phút. Và đi nốt quãng đường còn lại. Đi nốt quãng đường còn lại. Đi nốt quãng đường còn lại với vận tốc thầy sẽ bỏ cái thằng này đi nhá đi nốt quãng đường còn lại với vận tốc là 48 cộng với 6 bằng 54 km trên giờ nên ta có thời gian thực tế thời gian thực tế của ô tô đi từ A tới B là sẽ bao gồm cái chặng đường thứ nhất đó là đi trong 1 giờ là đi từ A tới C cộng với thời gian nghỉ 10 phút là đổi ra thành 1 phần 6 giờ ở đây các con đổi thêm cho thầy một cái nữa đó là 10 phút thì đổi ra thành là 1 phần 6 giờ nhá được chưa ok cộng thêm với thời gian đi nốt quãng đường còn lại thì toàn bộ quãng đường AB là x Bây giờ đã đi được 48 km rồi Vậy sẽ chỉ còn lại là x trừ 48 thôi Và nhớ chia cho vận tốc mới là 54 Và đơn vị ở đây cũng là giờ Vậy đến đây thì ta có được phương trình đúng không? Ta có được phương trình như sau X trên 48 là thời gian dự định Bằng 1 cộng 1 phần 6 cộng x trừ 48 Chia 54 Toàn bộ bên tay phải là thời gian thực tế Và đây được gọi là phương trình và giải cái phương trình này ra thì sẽ tìm ra được x Được chưa nào cả lớp Để thầy xem lại lúc nãy thầy nhẩm ra rồi mà thầy quên mất rồi ở... ở bài này giải ra được x của chúng ta là 120 120 km Và đây nó rõ ràng là thỏa mãn điều kiện nhá Thỏa mãn điều kiện Được chưa nào Đấy và như vậy là các con khi mà làm một bài toán chuyển động ấy là các con phải cố gắng vẽ cái sơ đồ ra và khi vẽ sơ đồ ra thì mình sẽ dễ dàng mình uh, xử lý các cái dữ kiện của bài toán hơn cả lớp nhớ chưa nào đây là đề thi của một trường ở hà nội đấy cách đây 2 năm thế nhưng thầy thấy bài này là một bài hay nên thầy đã cho lại để cho các con thử thử thách nhưng mà cả lớp không một bạn nào làm được <laughs> Nào các con đã hiểu được hoàn toàn bài này chưa Rồi ừ, ạ yeah. Chịu khó, chịu khó lên chứ học thế này thì thực sự là chưa ổn đâu Để mà các con chinh phục được cái kỳ thi cấp 3 năm tới ấy, Thì nó còn muôn vàn khó khăn nữa Còn rất nhiều những khó khăn ở trước mắt Và chúng ta còn phải học hành chăm chỉ gấp nhiều lần nữa thì mới được Chứ như thế này thì chưa ăn thua đâu Đó, Thầy phải nói sự thật Chứ không thầy có không nịnh nhất gì cả các con mà không chăm chỉ học là thực sự thực sự là vứt đi đấy. Bao nhiêu công sức học hành suốt 9 năm, học từ lớp 1 cho tới lớp 9 là đổ sông đổ bể hết. Nên là bây giờ hết sức tập trung vào từ giờ cho tới tháng 6 năm tới không có khái niệm nghỉ ngơi đâu. Bạn nào mà nghe lời thầy, học hành cho nghiêm túc thì hy vọng là các con sẽ đạt được đúng mục tiêu của mình đó là bước chân vào một ngôi trường cấp 3 các con mong muốn. Còn nếu bạn nào mà không nghe lời thầy thì thầy xin nói luôn là các con xác định sẽ rất khó khăn trong việc thi đỗ vào một trường cấp 3 mà các con mong muốn nhá. Đấy là sự thật 100%. Rồi, chữa bài nhanh lên. Nào. Tiếp tục bài số 2 À bài số 3 Đầu bài như sau Một đội sản xuất Dự định Mỗi ngày Hoàn thành 50 sản phẩm. Nhưng thực tế Nhưng thực tế đã vượt mức mỗi ngày thêm 10 sản phẩm. Nhưng thực tế đã vượt mức mỗi ngày thêm 10 sản phẩm vì vậy vì vậy không những đã hoàn thành không những đã hoàn thành kế hoạch sớm hơn hai ngày mà còn sản xuất được thêm 30 sản phẩm nữa chấm hỏi theo kế hoạch hỏi theo kế hoạch đội phải sản xuất bao nhiêu sản phẩm hỏi theo kế hoạch đội phải sản xuất bao nhiêu sản phẩm ok rồi đầu bài đã xong xử lý giúp thầy nào thầy không nghiêm khắc với các con có vẻ không ổn rồi học như này chưa đạt đâu còn thiếu sót nhiều lắm làm đi hôm nay không có ra chơi đâu mấy ngày nghỉ lễ vừa rồi thầy đã không bắt học hành gì là, là các con đã được vui chơi thoải mái rồi bây giờ phải tập trung vào một ôn tập tính toán thật nhanh chóng sau đây xin kết quả nào nhanh lên rồi ok đáp án chính xác rồi chúc mừng con chúc mừng tuệ linh <laughs> rồi ok lâm đáp án của con chưa chính xác kiểm tra lại đi <cười> <cười> chưa chính xác lắm ơi. Kiểm tra lại ngay. Kết quả lần thứ hai của con gửi vẫn chưa chính xác. <laughs> Yeah. <clears throat> ờ ok đáp án lần này của lâm chính xác rồi bảo châu ơi đáp án của con chưa chính xác con kiểm tra lại ngay nào thưa ơi, ở bài này con có gặp khó khăn gì không con lập ra được phương trình chưa thưa ơi? thưa ơi con lập được phương trình chưa bảo châu ơi con phát hiện ra được chỗ nhầm lẫn của mình chưa kết quả của con gửi cho thầy chưa chính xác tôi ạ à, con đổi nhầm dấu ạ ờ ok nào thư cho thầy hỏi là con đã lập ra được phương trình chưa ạ à? con đang tính rồi ạ ừ. thư có vướng mắc gì ở cái bài toán này không con à bạn thư vừa gửi cho thầy đáp án rồi đáp án chính xác rồi đấy ok nào ở cái bài này ấy, thì chúng ta lập bảng ra thì thực ra lập cho vui thôi còn bài này thực chất là không cần lập bảng đúng không khi mà các con làm tương đối nhiều và cái kiến thức nắm tương đối ổn rồi ấy, Thì bài này thực chất là không cần lập bảng nữa Thế thôi nhưng mà thầy cứ lập bảng lại Một lần để chúng ta ôn tập lại một chút Thì người ta hỏi bài này là Theo kế hoạch Hỏi theo kế hoạch Đội phải sản xuất bao nhiêu sản phẩm Thì ở đây nó chính là Khối lượng công việc Khối lượng công việc Dự định đúng không con Dự định Vậy ta sẽ gọi cái khối lượng công việc dự định này là x nhé gọi nó là x thì ở đây ta có ô đầu tiên nó là khối lượng công việc này năng suất này và thời gian này thời gian được chưa thế còn đây là hai cái ô tương ứng nó là dự định hay còn gọi là kế hoạch cũng được đấy và cái này thì làm thực tế thì ta có được những cái ô này chúng ta cần phải điền các thông số như sau này khối lượng công việc dự định nó chính là x ta điền vào đây nó là x được không nhưng thực tế thì sao? Là đã hoàn thành kế hoạch sớm hơn 2 ngày, đây là thời gian, mà còn sản xuất được thêm 30 sản phẩm nữa như vậy. Thực tế là đã làm xong x sản phẩm rồi và thêm được 30 nữa, vậy là x cộng 30. Được chưa các con? Năng suất dự định thì là 50. Còn năng suất thực tế là làm nhiều hơn mỗi ngày 10 sản phẩm. Vậy thực tế là 60. Được chưa? Vậy thời gian ta lấy khối lượng chia cho năng suất vậy đây là x trên 50 còn thằng này là x cộng 30 trên 60 được không con và với cái thằng này thì chúng ta sẽ có được phương trình là liên hệ giữa hai đại lượng thời gian dự định và thời gian thực tế là xong trước kế hoạch 2 ngày và đây chính là dự kiện hoàn thành kế hoạch sớm hơn 2 ngày nên ta sẽ có được phương trình đó là t dự định trừ đi t thực tế là bằng 2 đúng không các con và phương trình thì chúng ta sẽ có được là x trên 50 này trừ đi x cộng 30 chia cho 60 thì bằng 2 các con nhé thì thằng này giải bình tĩnh quy đồng mẫu số chung là 300 mẫu số chung là 300 thì thằng này sẽ giải ra được ngay đó là x bằng là 750 được chưa con đấy và đây chính là đáp án của chúng ta ok rồi chúng ta sẽ chỉ dừng lại ở bài này ở đây tại đây thôi nhé Bây giờ chúng ta chuyển sang cho thầy bài tập tiếp theo nào, bài số 4. Bài số 4. là một bài hình học. Ok, đầu bài như sau. À, không cần ghi đầu bài đâu. Chỉ cần làm trực tiếp cho thầy thôi. Đầu tiên ta có Cho tam giác ABC. À, vuông tại A, vuông tại A, phẩy đường cao AH, đường cao AH, phẩy trung tuyến AM, trung tuyến AM, chập gọi D, phẩy E lần lượt là hình chiếu lần lượt là hình chiếu của H lên AB và AC chấm xuống dòng câu A chứng minh tam giác ABC đồng dạng với tam giác HBA câu B cho HB bằng 4 cm phẩy HC bằng 9 cm. Hãy tính AB phẩy DE hỏi chấm. Câu C chứng minh AD nhân với AB bằng AE nhân với AC và AM vuông góc với DE. Câu D tam giác ABC cần có điều kiện gì để diện tích của tam giác ADE bằng 1 phần 3 diện tích của tứ giác BDEC. Ok, rồi xin mời cả lớp. nào cố gắng lên nào thời gian còn lại của buổi học này mà các con xử lý được ngon lành trọn vẹn bài này là quá tuyệt vời luôn đây cũng là một bài tập tương đối khó đấy ít nhất là cả lớp phải làm cho thầy được ba câu abc nhá thì mới đạt chỉ tiêu thế còn ý cuối cùng là thầy sẽ hướng dẫn Nào, thầy vẽ hình hỗ trợ con nào. Tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Vậy ta sẽ vẽ tam giác nó như sau nhé. Ok, hình vẽ của thầy đã xong. Tam giác này là tam giác ABC vuông tại đỉnh A này. Đây là đường cao AH. M là trung điểm của BC vì AM nó là đường trung tuyến, được không? Từ H thì hạ hai hình chiếu tương ứng đó là điểm D lên AB và điểm E lên AC. Ok. À, cô A chứng minh hai tam giác đồng dạng thầy cho Bảo Châu 30 giây để định hướng và nói cho thầy nghe vì sao hai tam giác này đồng dạng tam giác ABC đồng dạng với là tam giác HBA theo trường hợp góc góc ạ à? ờ góc góc lý do gì ở góc góc nào góc BAC vuông bằng góc AHB bằng 90 độ ạ rồi đồng ý là góc B chung ạ. À. Góc B chung thì thầy biết là thầy hiểu là con nói đúng nhưng mà cần phải có nói góc đầy đủ ra đó là góc nào? ABC ạ. À. À, ok. Vậy nó là đồng dạng theo trường hợp góc góc đúng không? Rồi tốt rồi. Lý do câu A này ta sẽ có được hai lý do. Thứ nhất, đó là ta có góc BAC thì tương ứng bằng góc BHA bằng 90 độ. Và thứ hai, đó là chung góc ABC góc ABC chung chính là cái góc ở vị trí đỉnh B này là được gọi góc chung này được không các con? và như vậy hai thằng này sẽ đồng dạng với nhau là góc góc, ok. Thưa ơi, cái câu A này chắc là con làm ngon lành chứ? ok, con tự tin không con? nói thầy nghe nào để thầy yên tâm nào. Ủa, ok, rồi. câu B nào? người ta bảo rằng thầy cảm ơn uh, bảo châu. Câu B người ta bảo rằng là cho thằng HB là 4cm, HC là 9cm. Vậy làm thế nào để đi tính được thằng AB và tính thằng DE nào? Thầy xin mời uh, anh Thư nào. Anh Thư có định hướng làm như thế nào để tính ra được AB không con? Ờ, con thưa thầy là vì A, uh, AB trên HB bằng BC trên AB À, à, đúng, rồi. đúng rồi Ok bình tĩnh thầy sẽ viết lại đã nhá Con nói rất chuẩn bởi vì hai tam giác ở câu a đồng dạng với nhau dẫn tới ta có được tỷ số tương ứng là AB chia cho HB thì sẽ bằng là BC chia cho ba rất tốt trong trường hợp này thì uh, ta sẽ có được là AB xuất hiện hai lần ở đây đúng không con và cái này lý do nó là cặp cạnh tương ứng nhá chúng ta sẽ nhớ là uh, khi trình bày bài kiểm tra thì phải cố gắng chặt chẽ một chút từ đó suy ra là AB bình phương sẽ bằng là HB nhân với BC đúng không thưa uh, thư ơi đúng không ạ ừ. ờ thế thì HB thì biết rồi nhưng còn BC thì làm nào để tính ra được BC nhỉ uh, nếu mà tính BC thì uh, áp dụng định lý Pythagoras à? áp dụng định lý Pythagore á. <laughs> ừ. Ừ. Trong trường hợp này thì ta có biết được thằng nào đâu mà để sử dụng Pythagore con nhở? Bây giờ thầy hỏi thư nhá. thư bình tĩnh này. Thầy hỏi là cái cái công thức này nó là bình phương của ab bằng hb nhân bc con chính con từ vừa nói ra thầy cảm thấy là rất ok rồi. Thế vậy bây giờ trong trường hợp này thì hb biết rồi đúng không? Đầu bài cho nó bằng 4 cm đấy. Ok. Ừ. Thế còn thằng bc này thì có thể có thể tính ra được không nhỉ? Con thể bình tĩnh nhìn kỹ xem đầu bài nó cho là đầu bài nó cho này HB bằng 4 cm. HC bằng 9 cm. Như vậy là thực chất là nó đã cho chúng ta BC chưa? Có tính ra được BC không? tính được BC không con nhỉ? BC ở đây thì con không dùng Pythagore được đâu. Bởi vì AB và AC chúng ta đã biết đâu mà để làm Pythagore được, đúng không ạ thứ? Chúng ta sẽ chỉ sử dụng được Pythagore khi mà chúng ta biết được độ dài của hai cạnh trong một tam giác vuông thôi. Thì trong trường hợp này thì BC không thể tính theo Pythagore được mà nó tính theo công thức cộng đoạn thẳng. Thì BC nó bằng cái gì nhỉ con nhỉ? Ờ, BC bằng 9 ạ. Không phải. Đầu bài nó có cho BC bằng 9 đâu con. Con nhìn kỹ xem BC nó bằng cái gì? Nhìn ở trên hình ấy. Nhìn ra chưa hả con? Con nhìn ra chưa? Tư vấn chưa nhìn thấy da BC hả con? Đầu bài người ta cho chúng ta này, đoạn HB là 4 cm. Đoạn HC thì là 9 cm. Thế nhưng mà điểm H thì thầy hỏi là điểm H có phải nó là một điểm nằm trên BC không con? Vâng ạ thế thì BC tính bằng cách nào? Hmm. Như thế là nghĩa thư chưa để ý, chưa chú chú ý vào cái đề bài rồi. Đây nhá, con nhìn này, người ta bảo rằng AH là đường cao, thì như vậy điểm H này sẽ phải là một điểm nằm trên cạnh BC. Thế nếu mà H nằm trên BC ấy, thì thực ra BC được tính bằng tổng của đoạn HB cộng với đoạn HC. Nhưng mà hai thằng này thì đầu bài cho hết rồi. Như vậy là thực chất thay số vào là 4 cộng với 9 thì nó bằng là 13 cm. Và như vậy là thực ra là đoạn BC đã biết. Vậy đến đây nhá ta suy ra này. AB bình phương thì sẽ bằng HB là 4 nhân với BC là 4 cộng 9. 4 cộng 9 13 nhân với 4 là bằng 52. Như vậy ta suy ra là AB sẽ bằng là căn của 52 đơn vị cm. Mở ngoặc vì AB là độ dài của một cạnh cho nên lớn hơn bằng 0. Nó luôn luôn lớn hơn 0. Được chưa nào? Như vậy là độ dài của đoạn AB được xác định bằng căn 52 cm. Các con nên để dưới dạng căn này nhé. Còn nếu không bạn nào thích đổi ra thì có thể được viết thành nó là 2 căn 13 cm cũng được hai cái đáp số này đều được ghi nhận, đều được công nhận nhá được chưa? Như vậy là ab của chúng ta đã tính ra rồi. Bây giờ chúng ta phải đi tìm xem đoạn de nữa cơ. Vậy de thì làm thế nào để tính ra được đoạn de? Tư cho thầy hỏi nào? Con thử nói cho thầy nghe là de thì làm nào để tính ra de? Thầy chỉ hỏi định hướng thôi, còn thầy không bắt con phải tính toán đâu. De tính thế nào? Thư có biết tính nào để ra được DE không? Biết thì nói là biết, không thì thầy con con không biết để thầy còn nhờ bạn khác nào, nhanh. Con chưa biết ạ. Ờ ok. Rồi Bảo Châu, nói cho thầy nghe tính DE bằng cách nào? Bảo Châu có biết tính DE bằng cách nào không con? Chưa là con định hướng là tính AH xong rồi là tính D bởi D bằng AH ạ. À. Tại sao DE lại bằng AH? Bởi vì tứ giác AH A E là hình chữ nhật ạ. À. Đúng rồi. Trong trường hợp này để đi tính đoạn DE ấy, thì đây thấy bôi nó màu vàng lên tí thầy xóa đi là cái thằng này này. Thì đây chính là đường chéo của hình chữ nhật ADHE là hình chữ nhật thì để chứng minh nó là hình chữ nhật thì rất đơn giản. Các con chỉ cần nói đây là một tứ giác có ba góc vuông. Vuông tại đỉnh A, tại đỉnh D và đỉnh E. Như vậy là ADHE là một hình chữ nhật nên hai đường chéo phải bằng nhau. Như vậy là để tìm DE thì thực chất là chúng ta đi tìm AH. Mà để tìm AH ấy thì chúng ta sẽ có được bằng cách Sử dụng cặp tam giác đồng dạng ở câu A Được không các con? Sử dụng cặp tam giác đồng dạng ở câu A nhé à, Câu A này thì nếu mà để làm ngay thì hơi khó Bởi vì chúng ta sẽ phải liên hệ với AB Liên hệ với BC Và như vậy tính ra được AC Nhưng thầy sẽ có một cách khác Tính thằng DE nhanh hơn một tí Thầy hỏi Lâm thử biết Lâm cho thầy hỏi là con có tính ra được DE không? Tính AH bằng cách nào nhanh nhất nào? Ừ, tam giác đồng dạng. đó tam giác nào Nói thì nghe thử xem nào giác a, h, b và giác a, h, C. Đúng rồi rất tốt Đúng đấy là cặp tam giác đồng dạng thật nhưng mà thầy chỉ đồng ý với Lâm đó là hai tam giác đồng dạng thôi còn thứ tự đỉnh là con đọc chưa chuẩn nhá có hiểu không ừ. à, Ok ừ. bạn Lâm nói rằng là hai tam giác này đồng dạng với nhau rất chính xác đó là tam giác này các con nhìn này a h b đồng dạng với tam giác CHA theo trường hợp là góc góc lý do là như sau nào thầy viết ra nhá thầy viết cái câu rằng sau định hướng này cho các con nhìn này thầy xóa bớt các cái không cần thiết đi để tránh bị dối hình nhá hết sức tập trung nhá thời gian nó không có đâu bạn lâm nói như sau thứ nhất là chúng ta cần phải đi chứng minh bước 1 này. Chứng minh tứ giác ADHE là hình chữ nhật. Cái này các con tự chứng minh cho thầy nhá, tự chứng minh. Bởi vì tứ giác có ba góc vuông. Sau đó thì bạn Lâm có chia sẻ là đi chứng minh tam giác AHB đồng dạng với tam giác CHA theo trường hợp là góc góc. Lý do là như sau. Vì này, các con chú ý này, vì góc AHB thì bằng góc CHA cùng bằng 90 độ. Thứ hai là góc A1. A1 ở đâu? Nó chính là góc này. Đây, nhìn thấy góc A1 của thầy chưa? Thì nó tương ứng bằng với góc C1. Các con viết luôn là A1 bằng C1. Mở ngoặc vì cùng phụ với vì cùng phụ với góc HAC. Thầy hỏi cả lớp, các con có hiểu được cái tại sao góc A1 bằng góc C1 không? Tất cả lớp nào trả lời cho thầy. Có hiểu được hoàn toàn cái này không? Cái này thầy đã từng nói rất nhiều lần trong các buổi học trước rồi. Thư Châu Linh cả Phước xác nhận cho thầy xem có hiểu được cái này không? Thư ơi nói lại đi, thầy không nghe rõ tiếng của con. Ờ. Linh hiểu không Linh ơi? Có ạ. Ok, cái góc A1 ở đây, C1 ở đây, vì này A1 thì cộng với góc HAC bằng 90 độ Trong khi đó thì góc C1 cũng cộng với HAC cũng bằng 90 độ luôn Như vậy người ta gọi là hai góc này là hai góc bằng nhau Vì cùng phụ với góc HAC Được chưa? Và như vậy đây là cặp tam giác đồng dạng Và vì nó đồng dạng nên thầy suy ra được tỷ lệ là AH chia cho CH Thì bằng là HB chia cho HA và đến đây thì thầy sẽ có được AH bình phương thì sẽ bằng tích của HB nhân HC. Và thay số 4 x 9 là bằng 36. Điều này dẫn tới AH sẽ bằng căn của 36, tức là 6 cm. Được chưa các con? Và như vậy dẫn tới DE bằng AH cũng bằng 6 cm. Cả lớp hiểu được câu B hoàn toàn chứ các con? Hiểu thì cho thầy một cánh tay đi để thầy biết nào. OK. Rồi tốt. Vậy thì câu B chúng ta đã thành công rồi nhá Bây giờ xin mời các con chúng ta tới với câu C nào, câu C và câu D. Xin mời các con lấy cái hình vẽ này thầy sẽ vẽ cái lấy lại cái hình góc này. Cho nó nhanh. Các con chờ thầy một chút. Chờ thầy một tí nhé Ok Rồi hình vẽ đây Xin mời các con hãy suy nghĩ cho thầy ý C nào Thầy cho các con thời gian là 4 phút Để suy nghĩ Sau đó nếu bạn nào thành công thì cho thầy một cánh tay Để thầy biết là các con đã thành công để chứng minh hai cặp tích đoạn thẳng này tương ứng bằng nhau thì ta sẽ đi chứng minh mỗi một cặp tích này cùng bằng một cặp tích thứ ba. Các con có biết nó sẽ chứng minh bằng cái gì không? Thầy gợi ý là chứng minh hai thằng này cùng bằng một thằng thứ ba. Không biết là cả lớp có phát hiện ra được nó sẽ bằng thằng nào không? có bạn nào phát hiện ra được chưa các con có biết là chứng minh thằng tích của ad nhân ab và ae nhân ac này cùng bằng một thằng thứ ba có biết là bằng thằng nào không các con có biết không nếu như ở đây ý, mà chúng ta đi chi ngược cặp tam giác đồng dạng ngay ở đây thì ta sẽ có được là AD chia cho cái gì đó thì sẽ phải bằng cái gì đó chia cho AB đúng không như thế này đúng không con đúng chưa thế nhưng mà đến đây thì chúng ta truy ngược cặp tam giác đồng dạng là ADE hoặc là ABC thì đến đây mà để truy ngược như này là sẽ không truy ngược được các con ạ à. không truy ngược được bởi vì không đủ dữ kiện để làm đúng chưa Vậy thì bài này chúng ta sẽ phải nghĩ đến việc là chứng minh cặp tích đoạn thẳng bằng nhau cùng bằng một thằng thứ ba. Vậy thầy hỏi có bạn nào phát hiện ra được nó sẽ chứng minh bằng cái gì không? Nào Lâm nào, Linh nào, Bảo Châu, hay Thư, hay Phước có trả lời được câu hỏi này cho thầy không? Các con có biết là chứng minh bằng cái gì không? Cặp chi ngược cặp tam giác đồng dạng ở đây là không được các con nhé. Đây này, cái thằng này này là sẽ gặp khó khăn. Không được, à, không ok. Như vậy là chúng ta sẽ không thể chi ngược cặp tam giác đồng dạng được đâu mà phải đi chứng minh bằng cách là chứng minh cùng bằng một thằng thứ ba. Vậy thì các con có biết là nó bằng thằng nào không? Dễ lắm. Bằng thằng nào? nào linh cho thầy hỏi con, con có biết là chứng minh bằng thằng nào không con ờ, vẫn chưa biết ờ ok lâm có biết không cái dạng bài như này thầy đã cho các con làm rồi cơ mà không nhớ à ôi <laughs> giờ đất ơi học anh thế này thì đấy còn lo lắng lắm bảo châu có biết nó chứng minh bằng cái gì không pH với, với Hc với á, không phải. Đây. Chứng minh đây này. Thầy viết như này liệu có đúng không? Các con uh, khi thầy viết ra như này các con thấy nó có uh, đã phát hiện ra được ý tưởng chưa? hai thằng này chứng minh nó bằng nhau bằng cách là thầy đi chứng minh nó cùng bằng một thằng thứ ba đó là đây nào bao nhiêu bạn đã phát hiện ra được là thầy gợi ý như thế này là ok rồi nào có phát hiện ra được không có đúng không thầy gợi ý như này liệu đã đã ok chưa nó khá đơn giản như này thôi các con ạ à. đây nhìn này tam giác ADH đồng dạng với tam giác AHB. Cái này thì các con chỉ cần nói ngắn gọn nó là đồng dạng theo góc góc, cái này tự chứng minh nhá. Nào, thầy hỏi có đúng là hai tam giác này đồng dạng theo trường hợp góc góc không? Thư thử nói cho thầy qua một tí xem là lý do gì mà hai tam giác này đồng dạng góc góc nào. Ừ, là có góc a chung à, góc a một chung chính xác đầy đủ phải là góc a một chung có đúng không? Được. À. có góc h bằng góc d vì cùng 90 độ ạ. À, đúng rồi. cho nên đây là đồng dạng theo trường hợp góc góc. vậy nếu đồng dạng theo góc góc thì thầy sẽ có được tỷ số các con nhìn này ad chia cho ah thì sẽ bằng uh, ah chia cho ab và điều này thầy hỏi có phải suy ra được là AD nhân AB tích chéo thì bằng AH bình phương. Ok. Được không các con? Nào, chuẩn chưa? Đúng đúng không? Bây giờ xin mời Tuệ Linh đọc cho thầy cặp tam giác đồng dạng thứ hai để có được hai cái thằng AE AC bằng AH bình phương nào. Có đọc được không đây? Linh đâu? con theo thầy là tam giác a e h với cả tam giác a h C. Ờ, đồng dạng với nhau theo trường hợp gì theo trường hợp có phải là cạnh góc cạnh không theo góc ạ và nếu nó đồng dạng theo góc góc thôi các con tự chứng minh cho thầy vì sao nhá nó khó lắm nên là thôi thầy để lại để cho các con tự làm suy ra là cái gì nào linh đọc nốt đi Suy ra được AE trên AH bằng AH trên AC Ờ, điều đó dẫn tới điều gì? Dẫn tới AH bình bằng AE trên AC Suy ra là tích của AE nhân với AC cũng bằng AH bình phương đúng không các con? Thằng trên này thì thầy gọi nó là số 1 nhá. Đây, thầy gọi nó là số 2 Như vậy từ 1 và 2 thì chúng ta đã thành công với ý đầu tiên là chứng minh nó bằng nhau chưa? Rồi đúng không? Ok Vậy đến đây ta có này từ 1 và 2. Ta suy ra là AD nhân AB thì bằng là AE nhân với AC các con nhé. Mở ngoặc điều phải chứng minh. Bây giờ làm thế nào để chứng minh được ý thứ hai nào? Là AM vuông góc với DE. Ý này là một ý rất hay. Không biết là có bạn nào biết cách chứng minh AM AM ở đây các con nhớ cho thầy nó là đường trung tuyến nhá. Người ta bảo giả thiết đầu bài cho là AM là trung tuyến này, các con chú ý này. Thầy sẽ biết nó các con gọn lên con này AM là đường trung tuyến. Đường trung tuyến. Bây giờ cần phải đi chứng minh AM vuông góc với DE. Bạn nào làm được ý này cho thầy? Nào, thầy cho các con thời gian suy nghĩ. Câu này là một câu rất hay. Thầy có gợi ý cho các con như sau. Để chứng minh AM mà vuông góc với thằng DE tức là nó vuông góc tại đây này. Đấy, à, có nhìn thấy là sẽ nếu vuông nó sẽ vuông tại điểm này đúng không? Thầy gọi nó điểm Y nhá. Điểm Y nhá. Thì để chứng minh vuông ấy thì thầy sẽ đi chứng minh góc D1 ở đây này. Nó bằng góc A1, thầy gọi là chứng minh nó bằng góc A3 ở đây. À, nếu chứng minh được D1 mà bằng góc A3 là các con sẽ thành công. Thầy hỏi này, Thầy xin hỏi uh, ví dụ như Bảo Châu. Bảo Châu cho thầy hỏi là nếu như thầy chứng minh được D1 bằng A3 thì tại sao lại góc AID 90 độ? Bảo Châu thử nói cho thầy nghe là có biết là vì sao không? Không ạ. Chưa hiểu à? Con chưa hiểu là lý do gì mà D1 lại bằng góc A3 thì lại bằng 90 độ đúng không? Bây giờ chứng tỏ là các con chưa từng được làm những cái kiểu bài như thế này. Thế thì bây giờ cả lớp nghe nhá. Nghe kỹ này. Bật mic lên tất cả bật mic lên để có giúp thầy chứ không phải là chỉ mỗi lần nghe không đâu. Thầy hỏi bây giờ xin mời thư cho thầy hỏi. Để chứng minh AM mà vuông góc với DE thì cần chứng minh góc nào bằng 90 độ? Trả lời. Đây để... Cái gì ạ? À? Đọc tên đầy đủ xem nào. À, B1 ạ. Không, thầy đang hỏi là để chứng minh AM mà vuông góc với DE thì con đang cần phải nhìn trên hình là chứng minh góc nào bằng 90 độ nào? Trả lời. Ở trên hình đang đang là cái góc nào tạo ra góc 90 độ nếu như AM mà vuông góc với DE nào? ạ Tên đầy đủ đi con. Phải đọc tên đầy đủ thì mới có cơ hội làm đúng được. Tên đầy đủ của nó là gì con? Thầy muốn thư đọc tên đầy đủ ấy, con có đọc tên đầy đủ của nó không? D I E D I gì ạ? À? D I E D I E Tại sao lại là D I E Nào bình tĩnh lại nào, bình tĩnh nào. Thầy đang hỏi lại nhé, chậm hơn này. Thầy hỏi là nếu muốn chứng minh được AM mà vuông góc với DE thì nó sẽ tạo ra một góc ở vị trí nào bằng 90 độ nào? Ở trên hình ấy, con nhìn rõ chưa? Đã nhìn thấy là góc nào chưa? AM cắt thằng DE tại điểm Y ở trên hình có điểm Y rồi đúng không? Thế vậy bây giờ thầy hỏi con nhé, Để mà ta chứng minh để chứng minh là AM ấy mà vuông góc với DE như vậy cần chứng minh góc nào bằng 90 độ nào? Thư trả lời lại cho thầy nào. Hai hai đường thẳng nó vuông góc với nhau thì nó sẽ tạo ra một góc vuông đúng không con? Như vậy là cụ thể là chứng minh góc nào bằng 90 độ? À. thì thầy bảo con đọc tên đầy đủ lên cơ mà con chưa hiểu ý thầy à tên đầy đủ tức là bình thường là ở đây con nói là góc y không sai nhưng tên đầy đủ tức là nó phải có cả các cạnh còn lại nữa đó là góc nào nào cái góc y ở đây đây chỉ được gọi là tên viết tắt thôi được chưa con đây được gọi nó là tên viết tắt nhưng thầy đang muốn con đọc cái tên đầy đủ lên cơ mà thì nó là tên nó là gì nào linh nào Linh cho thầy hỏi Cái góc nào nó sẽ là góc 90 độ nào uh, Góc Giả sử AM với DE vuông góc rồi Thì như vậy khi đó ta cần chứng minh góc nào bằng 90 độ Góc AID à? ờ, góc AID chính xác đó là góc AID cần phải chứng minh nó bằng 90 độ thầy chỉ muốn thư đọc cho tên thầy cái tên này lên thôi mà thế mà tại sao con lại khó đọc thế nào có đúng là góc y ở đây chính là góc tên đầy đủ nó là AID đúng không đúng chưa thế bây giờ linh trả lời tiếp nào nếu góc AID mà bằng 90 độ thì cái tam giác AID nó là tam giác vuông tại đỉnh y điều đó dẫn tới là trong một tam giác vuông thì một góc bằng 90 độ vậy hai góc còn lại là hai góc nào và tổng của nó là bằng bao nhiêu ờ, góc IAD với góc IDA và tổng của nó bằng chín độ đúng rồi IAD cộng với IDA chuẩn luôn tức là chúng ta cần phải có tổng hai góc này bằng 90 độ đúng không thế nhưng mà IDA ở đây ý, thì thầy gọi tên nó chính là góc D1 ở trên hình là góc D1 đúng không thế còn góc IAD thì giữ nguyên nó là IAD. Nhưng mà các con có biết là góc IAD thì nó đang phụ với góc nào không? Cả lớp có nhìn thấy IAD là góc nó đang phụ với góc nào không? Nào, thư cho thầy hỏi nhá. Hai góc phụ nhau ấy là hai góc có tổng bằng 90 độ. Như vậy IAD đang phụ với góc nào hả con? Đây này, IAD là góc này này thư tập trung nhá, nó là cái góc mà thầy đang đánh cái dấu mũi tên màu xanh to đùng lên này, này. Hai vạch đây này, này. Vậy con có biết là IAD nó đang phụ với góc nào không? Hai góc phụ nhau nhá. Nó định nghĩa hai góc phụ nhau này là hai góc có tổng bằng 100, thầy xin lỗi, có tổng bằng 90 độ. Như vậy thì con thử nhìn xem là IAD nó đang phụ với góc nào. Thư đã nhìn ra được là nó phụ với góc nào chưa thưa ơi? là AIE à? AIE. Tại sao lại phụ với AIE nhỉ? AIE thì nó là AIE là góc vuông cơ mà con. Hai góc mà có tổng bằng 90 độ thì được gọi là phụ nhau con ạ, chứ không phải là hai góc 90 độ. Thấy đang hỏi là <laughs> thư ở đây nhiều cái kiến thức cơ bản là con cần phải ôn tập lại ngay đấy nhá không là nhiều cái là con quên quên mất rồi con nắm những cái cơ bản còn chưa vững vàng lắm cho nên là khi làm bài tập mà những cái bài tổng hợp này là sẽ rất gặp rất nhiều khó khăn đấy à, nào lâm iad là góc phụ với góc nào có thể iad à? ừ. Phụ với góc nào? với góc A... A đi à? Cái gì ạ? À? Cái gì? Như nào? Phụ với góc nào? À. À, góc a ba Đọc rõ lại cho cả lớp nghe Góc IAD phụ với góc Đây. nào? Phụ với góc IAE Đúng rồi Phụ với góc IAE Hay còn gọi trên hình nó chính là góc A3 Cả lớp có nhìn thấy không? nào thầy hỏi cả lớp các con có nhìn thấy là IAD và góc A3 là hai góc phụ nhau đúng chưa nào thư đã hiểu được thế nào là phụ nhau chưa con hai cái góc này thì nó cộng tổng lại chính là góc BAC nên tổng là hai góc này bằng 90 độ và nó gọi là hai góc phụ nhau đấy thư có hiểu không con phải ôn tập ngay đi nhá nhiều cái cơ bản con không không nắm được cái này thì cả học là sẽ hơi khó đấy thầy thì thầy không phải là thì thầy, thầy ngại gì cái công sức giảng giải cho các con đâu nhưng mà nếu mình quên nhiều quá là mình sẽ rất khó để mình làm bài tập thì IAD và góc IAE hay còn gọi là góc A3 là hai góc phụ nhau tổng bằng 90 độ như vậy đến đây các con đã hiểu được ý đồ là làm thế nào thầy đi chứng minh góc D1 bằng góc A3 chưa đã hiểu tại sao thầy phải đi chứng minh hai góc này bằng nhau chưa nào có hiểu không cả lớp thầy hỏi đến đây các con có hiểu được định hướng đến đây không đã tức là thầy cần chứng minh góc D1 bằng góc A3, ok? Mà để chứng minh D1 bằng A3 thì không khó, rất đơn giản. Thấy xin hỏi nào, Bảo Châu, Lâm Linh, Thư Phước, cả mấy uh, tụi Linh là các con có hiểu được đến đây không đã? Tức là chúng ta cần chứng minh góc D1 bằng góc A3, cả lớp có hiểu không? Ừ. Cần này chứng minh góc D1 bằng góc A3. Nếu các con làm được điều này thì bài toán sẽ kết thúc. Thế nhưng thầy hỏi các con có biết là góc A3 thì nó lại bằng góc C1 không? Có biết vì sao không? Bao nhiêu bạn biết góc A3 bằng góc C1 nào? Các con phải nhớ đến cái dữ kiện của điểm M Người ta bảo rằng AM là đường trung tuyến Thì đường trung tuyến này là đường trung tuyến đặc biệt Nó xuất phát từ đỉnh A là đỉnh vuông Cho nên đường trung tuyến mà xuất phát từ đỉnh vuông ấy Thì AM này sẽ luôn bằng 1 phần 2 độ dài của cạnh huyền BC Cả lớp còn nhớ lý thuyết hay không? Thế mà 1 phần 2 của BC thì nó chính là BM và nó còn bằng cả MC nữa. Như vậy dẫn tới là tam giác AMC của thầy là tam giác cân. Cân này là cân tại đỉnh M, cả lớp có hiểu được điều này không ạ? À? Có hiểu được không? Các con hiểu chưa ạ? À? Các con chú ý nhá, đây nghe này. AM là đường trung tuyến mà đường trung tuyến trong một tam giác vuông ấy nó vuông tại đỉnh A này này, vuông tại đỉnh A to đùng đây này. này. Cho nên là AM này này thì nó sẽ bằng thằng BM và bằng cả thằng MC nữa. Ba cái thằng mà thầy sẽ cho nó màu tím này này là nó bằng nhau. Nào nhìn thấy chưa? Như vậy là tam giác AMC là cân tại đỉnh M. Mà nếu cân tại đỉnh M tức là góc A3 và góc C1 bằng nhau. Như vậy mấu chốt là đi chứng minh góc D1 bằng góc C1. Và để chứng minh được điều này thì ta cần phải đi chứng minh hai tam giác đồng dạng. Đó là tam giác A Ade. Ade. Thầy sẽ chứng minh nó đồng dạng với tam giác acb. bao nhiêu bạn nhìn thấy đây là một cái kết quả thực chất là chúng ta đã có. nào thầy hỏi các con bao nhiêu bạn nhìn thấy cái kết quả này thực chất là đã có rồi thì cho thầy một cái trái tim còn nếu chưa nhìn được thì về nhà suy nghĩ thêm bao nhiêu bạn biết tam giác ade thực chất nó đồng dạng với tam giác acb nào hai tam giác này thực chất là đồng dạng với nhau ấy lý do này lý do này thầy sẽ chỉ ra cho con biết là tại sao nhé thứ nhất là có chung góc dae dae là góc chung hai tam giác này đang có chung góc này được chưa cái thứ hai đó là tỷ số về ad chia cho ae chia cho ac đi thì bằng là ae chia cho ab Cả lớp cho thầy hỏi trông cái thằng này nó quen quen không cả lớp ơi à, Bao nhiêu bạn nhìn thấy cái thằng này thực chất là chúng ta có rồi nào Thư có nhìn thấy là cái này của thầy có rồi chưa Thư có phát hiện ra được là nó có từ đâu không Thư có biết là cái cái mà thầy viết là AD trên AC bằng AE trên AB ấy. Con có biết là chúng ta lấy từ nó từ đâu không? có biết không ngon nó chính là à, kết không nhớ, không nhớ nó là cái gì đây nó chính là kết quả của câu B. Để suy ra được điều này đúng không con? Chuẩn chưa? Đúng không? Bởi vì câu B là nó bắt chúng ta chứng minh là cặp tích bằng nhau mà. Nó chính là tích của AD nhân AB đây này con này. AD nhân với AB đây này thì bằng là AE nhân AC đấy. Và như vậy bài toán này nó lại có tính kế thừa, tức là gì? Cái kết quả của câu B chính là gợi ý cho cái câu C. Vậy bây giờ thầy hỏi với cái việc mà thầy viết sơ đồ như thế này các con về nhà có tự tin là mình sẽ làm lại được nó không? Tất nhiên bài này là một bài không phải là bài dễ. Thầy đánh giá là bài này nó đề này nó là khó hơn so với rất nhiều trường ở Hà Nội. Tuy nhiên là nếu mà kiến thức các con mà vững vàng ấy thì bài này chắc chắn các con sẽ làm tốt. Đấy là điều đương nhiên. Thế còn nếu mà các con đến thời điểm này cảm nhận vẫn còn mình còn cảm thấy vẫn còn khó ấy, có nghĩa là chúng ta còn phải cố gắng rất nhiều, hiểu không? chứ không phải là thầy mang cái bài khó ra thầy dọa con đâu nhá không phải đâu bài này nó còn một ý cuối cùng khó hơn nữa cơ đó <laughs> chính là câu d ấy bài này nó còn một ý cuối cùng là câu d nữa khó hơn nữa và nếu bạn nào mà thực chất làm được bài này từ đầu đến cuối thì thầy ghi nhận là kiến thức về hình học là rất ổn thế còn nếu các con cảm thấy nó khó khăn thì các con phải rèn luyện thêm nhá thì từ giờ cho đến lúc thi thì hy vọng là các con sẽ tập trung cao độ vào cái việc ôn tập bạn nào mà có bài nào khó thì có thể nhắn hỏi thầy bất cứ lúc nào. Thế còn thầy thì thầy không thể nào mà biết được các con còn thiếu sót cái gì để mà thầy kiểm tra ngay trong thời gian ngắn đâu. Cho nên các con phải là người chủ động. Sau mỗi một buổi học là mình sẽ phải hiểu và nhớ được những cái điều mà thầy đã giảng giải. Các con hiểu không nào? Nhớ rõ chưa? Bây giờ thời gian nó rất là sát với kỳ thi rồi, nên là các con phải quyết tâm lên nhá. Được chưa nào? Ok. Rồi, đến thời điểm này thì thầy xin chào tạm biệt tất cả các con. Chúng ta còn một câu cuối nữa. Thầy xin hỏi cả lớp này, cái bài hình của buổi trước các con có làm được cái câu C không đấy? Đã làm được câu C thầy cho về nhà chưa? Buổi học trước còn một câu C thầy bảo cho các con về nhà suy nghĩ các con đã làm được chưa? Rồi ạ. À ok, Bảo Châu làm tốt làm được rồi. Thế còn các bạn còn lại thì sao? Ở đây này, cái câu D của chúng ta ở trên này này, chúng ta còn một cái ý D này nữa nhá. Các con ghi chú nó vào hoặc là tí nó cuối buổi thầy sẽ gửi một file PDF và các con nhớ là xem thật kỹ lại cái phần định hướng này của thầy cả lớp nhớ chưa nào? Một là xem lại phần định hướng câu C và hai là phải suy nghĩ cho thầy câu cuối được chưa cả lớp nghe rõ chưa không làm ra được thì phải hỏi Chứ thầy không phải là thầy thấy là trong suốt cái kỳ nghỉ lễ vừa rồi không một bạn nào hỏi. Chỉ trừ trường hợp các con làm tốt rồi thì các con mới không hỏi. Thế còn bạn nào không làm được thì phải nhắn hỏi. Cả lớp nghe rõ chưa? Chứ không phải đến thời điểm này vẫn còn mải chơi đâu. Thầy không chấp nhận bất cứ một cái trường hợp nào mải chơi. Nếu thầy nói luôn này, nếu các con không chú ý mà học vào ấy thì thầy mời bạn ấy nghỉ luôn đấy. Thầy nói trước, nói thế cho nó nhanh. Chia sẻ rất thẳng thắn luôn. Nghiêm túc học thì ở lại học còn nếu mà không tập trung học thì tốt nhất là bạn ấy nên nghỉ cả lớp nghe rõ chưa nào cả lớp nghe rõ chưa xác xác định cho thầy chưa Ừ. Thôi nhá, chúng ta sẽ dừng cái buổi học này tại đây Chịu khó mà ôn tập vào rồi, thầy chào tạm biệt tất cả các con. Chào thầy ạ. thầy chào các con.